Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hực bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trục đường Hà Huy Giáp ngay ngã tư ga và chúng ta sẽ ghé thăm lại khu đồng bộ 50 căn tại trục đường Hà Huy Giáp ngay ngã tư ga của quận 12. Hôm nay thì Bá Hực sẽ review căn nhà ngang 4m3, sâu 16m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Và căn nhà này thì nằm ở mặt tiền hẻm ngoài, hẻm thông, có thể mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán mỹ phẩm online rất tuyệt vời. Và khu nhà mình là đường điện âm, có đèn đường, rất đẹp, khu phân lô đồng bộ. Căn này thì giao bán là 6 tỷ 400 triệu đồng và khu nhà mình thì đang giao bán từ giá từ 4 tỷ 8 tới 6 tỷ 4 nha. Anh chị nào muốn mua nhà ở khu vực ngã tư ga thì anh nên chọn khu vực này. Đường trước nhà 15m nha mọi người, đường rất rộng rãi, rất thoáng luôn. Con đường rất khủng và có thể đi bộ, tập thể dục, đánh cầu lông, đá bóng, thoải mái luôn. Khu vực nhà mình thì rộng rãi, đường có camera an ninh và có đèn đường cũng như là có điện nước âm. Đấy, trẻ em chạy xe hơi rất là thoải mái, không có xe lớn đi nhiều. Một khu vực rất là tuyệt vời cho những anh chị nào muốn mua để ở, mở văn phòng công ty. Khu này thì khoảng tầm 50 căn và đã xây và về ở được khoảng 10 căn rồi. Rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Một khu nhà rất đẹp, rất sang chảnh luôn. Đường 15m, đường to và chạy xe tăng vào nhà rất là thoáng luôn nha. Con đường sau này thì làm rất đẹp, rất sang luôn. Có cây xanh trước nhà và có khoảng vỉa hè 3,5m. Đây, chúng ta sẽ đến với căn nhà này, 6 tỷ 4. Giá bán của khu này là từ 4 tỷ 8 tới 6 tỷ 4 nha mọi người. Căn này thì ngang 4m3, sâu 16m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Sẽ có lớp cửa sắt CNC bên ngoài và mặt tiền thì được làm theo mẫu nhà phố cổ điển. Bên trong thì được ốp tường gỗ sồi rất đẹp, thiết kế trang bị full nội thất gỗ sồi rất là đẳng cấp luôn. Sẽ có khoảng sân xe máy được 2m, thoải mái cho anh chị nào đậu nhiều xe ngoài này. Và phía trong sẽ là khu vực ô tô. Căn nhà này thì đường xe tăng chạy nên là anh chị có thể để xe hơi trước nhà, thoải mái luôn. Và khu nhà mình là khu nhà phố cao cấp, khu nhà VIP nhất quận 12. Thực ra để xe trước nhà cũng không sợ bị bẻ gương đâu, vì khu này rất là an ninh nha mọi người. Thì tối chúng ta có thể chạy xe hơi vào đây. Khu vực này thì được ốp sàn gạch 80 và được đổ bê tông rồi. Tường được ốp full nội thất gỗ sồi lên tới phải tầm 300 triệu đồng. Có một cái đèn chùm rất là lung linh luôn. Trần thạch cao, đèn chùm cực kỳ VIP sang trọng, treo tranh ảnh. Nhà thì tặng rất nhiều nội thất lên tới phải tầm 4 đến 500 triệu đồng nha mọi người. Thiết kế một trệt một lửng 3 lầu và đã lắp đặt hệ thống camera an ninh, rèm cửa có đầy đủ luôn. Chúng ta cùng em di chuyển vào khúc bên trong. Khúc bên trong này chúng ta sẽ có cầu thang. Cầu thang được ốp đá Ấn Độ, sử dụng tay vịn gỗ cam xe và kính cường lực như những căn nhà phố khác thôi. Nhà ngang tới 4m3, sâu 16m nha mọi người. Đối diện này sẽ có bộ tủ rượu này.
Toàn bộ nội thất gỗ sẽ là gỗ sồi Nga, sồi nhập khẩu nha mọi người. Và khu vực phòng bếp thì được trang trí bộ bàn ăn rất rộng rãi luôn, vẫn là sàn gạch màu trắng gạch 80. Giá bán của khu nhà này là từ 4 tỷ 8 tới 6 tỷ 4 nha mọi người. Và căn này thì giao bán 6 tỷ 4 này, căn này cao nhất khu. Anh chị nào quan tâm thì chúng ta hãy gọi về tới nhà đất Bá Hưng. Căn này mặt tiền hẻm ngoài nên là nó hơi cao hơn một tí so với các căn khác. Diện tích ở đây thì nó có 4m3 sâu 16 và có 5 x 15. Có căn 5 x 15 là kêu 6 tỷ 1. Và có các căn còn lại như là 5 tỷ 2, 4 tỷ 8, 4 tỷ 9. Và có căn thì 5 tỷ 6 nha. Anh chị nào muốn mua khoảng nhà thì rất nhiều khung giá luôn. Rẻ quá, mắc có luôn. Rất đẹp, thiết kế rất là sang trọng. Phong cách nhà tân cổ điển, đẹp ngang ngửa với nhà Gò Vấp luôn nha mọi người. Được ốp gỗ sồi Nga. Và gỗ này thì đã xử lý rồi, chống mối mọt rồi nha. Căn nhà rất là sang trọng, mẫu tân cổ điển, rất đẳng cấp. Cầu thang ốp đá Ấn Độ hết luôn. Và trên đây thì chúng ta sẽ có phòng karaoke, có cửa kính bên ngoài. Và sàn là sàn gỗ nha mọi người, sàn gỗ chống thấm nước. Đây chủ nhà ốp gỗ tường và trang trí một bộ tủ rượu, đèn chùm trần thạch cao và có cửa sổ ra ngoài dưới trời. Nhà này thì hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và giá giao bán chỉ có 6 tỷ 4 thôi, có thể hỗ trợ ngân hàng tối đa được 4 tỷ đồng. Nhà rất đẹp nha quý vị. Ở đây có đi sẵn đều máy lạnh. Nhà chỉ thiếu vài cái máy lạnh thôi. Trang trí đầy đủ nội thất hết rồi. Phải nói là thiết kế rất là xuất sắc nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà đẹp, mà nếu mà mua bên Gò Vấp tầm 6 tỷ hơn không được nhà đẹp, nhà hẻm nhỏ quá, thì chúng ta nên chọn những căn nhà trong khu nhà này. Một khu nhà giá vừa rẻ vừa đẹp, ngay ngã tư ga, sát bên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Chỉ cách đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp khoảng tầm 500m thôi. Rất là tuyệt vời. Khu ngã tư ga này thì nó cũng có từ lâu đời rồi nha. Khu này phải nói là rất là sang trọng và rất là sầm uất. Khu vực ngã tư ga này phải nói là rất là tuyệt vời. Từ ngày xưa nó đã có rồi, đông dân cư ở đây rồi. Phòng ngủ phía trước này, chúng ta được ốp sàn gạch 80 hết luôn. Và có giường 2m kèm với tủ quần áo. Toàn bộ là gỗ sồi Nga. Đấy, phòng ngủ rất rộng. Bên ngoài có ban công đúng 1m2. Lan can sắt xin xi, cửa nhôm xin pha. Khu này thì sang năm sẽ xây dựng hết đồng loạt, thêm mấy chục căn nữa. Những anh chị cô chú nào có nhu cầu mua nhà giá rẻ với quận 12 với con đường trước nhà 15m, giá tiền từ 4 tỷ 8 tới 6 tỷ 4 thì chúng ta nên chọn khu nhà này. Khu nhà rất đẹp. Và ở đây chúng ta sẽ có khu vực bồn cầu khối inox hết luôn, có vách kính và có vòi tắm sân thuyền massage nước nha. Chủ nhà rất chịu chơi, thiết kế sang trọng, còn đẹp hơn cả quận Gò Vấp luôn. Cửa gỗ cam xe dày 5 phân. Và khu vực phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng có nội thất y chang như vậy. Phòng rất rộng nha quý vị. Thiết kế toilet về sau này, toilet về sau rất là đúng với phong thủy luôn. Dưới trời, toilet này thì rộng hơn toilet phía trước. Hướng Tây Bắc, anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà đẹp, giá rẻ, nếu mà không mua được bên Gò Vấp thì chúng ta nên chọn khu này. Chỉ có giá bán từ 4 tỷ 8 tới 6 tỷ 4 thôi. Rất là rẻ nha. Và khu này thì chúng ta chỉ cách trục đường Nguyễn Oanh khoảng tầm 500m thôi. Ngay ngã tư ga, khu vực giàu và VIP nhất quận 12. Ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 2 nha mọi người. Lầu 2 trên này thì không có nội thất, chủ nhà bỏ trống nha. Cho những anh chị nào nếu mà vừa bán nhà cũ, chúng ta đổi sang căn nhà mới thì chúng ta có thể để nội thất cũ ở đây. Đấy, phòng rất rộng, phòng trống thì rất là lớn luôn. Nhà ngang rộng nên là phòng ngủ cũng rộng và thoáng. Đường thì hẻm một xẹt sát đường Hà Giáp luôn nha. Hẻm tới 15m, hẻm xe tăng, máy bay đáp phà phà luôn. Đây là khu vực phòng ngủ số 4 và toilet số 5. Cũng rất đẹp, rất sang rồi.
và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đúc 4 tấm rưỡi luôn nha anh chị. Khu vực phòng thờ này rộng rãi và rất thoáng luôn, thoải mái chúng ta thờ ở đây. Phía sau, phía trước này sẽ là khu vực sân thượng trước, được ốp gạch sạch sẽ, rất đẹp, rất sang nha. Đây có căn nhà ngang 5 sâu 15 mét nha mọi người, 6 tỷ mốt. Nếu anh chị nào muốn nhà ngang rộng thì chúng ta cũng có thể chọn khu vực này. Đây là khu vực phòng giặt đồ. Phòng giặt đồ ở đây thì cũng đã làm sạch sẽ ốp gạch đồ rồi. Phía ngoài sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ. Đấy, rất VIP luôn. Thoải mái chúng ta vui chơi hát lượn ở khu vực này. Con đường tới 15 mét đánh cầu lông đá bóng rất là thoải mái nha. Đấy, căn này thì có 4 tỷ 8 thôi này. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.